Xin chào các anh em, mình là nông dân cần cù mỗi ngày mua một lần nhận nguyên chất thì đến bây giờ đã lên tới hạng mạo hiểm 55 và cấp thế giới 8. Và có lẽ là từ nay chúng ta cũng không cần quan tâm tới hạng mạo hiểm nữa. Từ cấp 54 lên 55 hơn 60.000 điểm kinh nghiệm, mình mất hơn 2 tuần thì mới lên được. Trong khi đó từ 55 lên 56, các anh em xem bao nhiêu nè. Bùm, hơn 200.000 điểm kinh nghiệm các anh em, như vậy là gấp 4 lần cái số kinh nghiệm để tăng từ 54 lên 55. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi dạo thử một vòng xem coi nó có thay đổi gì so với lại cấp thế giới 7 hay không nha. Và sau đó thì mình sẽ chia sẻ cách build của những cái hero của mình đang sử dụng. Ví dụ như là Fisher, Razor, Sprout, Ganyu. Mấy con boss thì mình lỡ lùa nó hết rồi nên bây giờ mình chỉ thử kiểm tra cái mức độ khó của nó mà thôi. Và theo chia sẻ của đa số người chơi thì nó sẽ rớt ra y chang với lại cấp thế giới 7. Ok, đầu tiên thì mình sẽ thử tới củ hành Tatalia Child. Đội hình của mình bao gồm Tatalia là con GPS chính, Ganyu là hero đánh hỗ trợ. Tuy nhiên khi đánh boss thì chúng ta sẽ không gây ra được cái hiệu ứng đóng băng. Fisher cũng là thả chim hỗ trợ và cuối cùng là Bennett búp tăng cường tấn công và hồi máu. Thì cái combo vừa vào Bennett dặm nhảy tạo cái vùng đất tăng cường tấn công, rồi sau đó Fisher thả quạ ra, Ganyu đánh kỹ năng nộ, rồi cuối cùng là chuyển qua Child chúng ta cận chiến sắp ra cà với lại kẻ thù luôn. Ok, thực tế là mình còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Child đã chuyển qua giai đoạn 2, giải phóng là sức mạnh nguyên tố lôi chuyển qua cái trạng thái cận chiến. Thì nhìn chung bây giờ mình sẽ tiếp tục dọn cái combo y chang như cũ thôi, chủ yếu là Bennett cần phải hồi đầy nộ để mà dặm nhảy được thành công. Ok, và dường như là có lẽ là boss không chịu nổi nhiệt, chỉ cần tròn một combo là boss ngã lăn quay ra thôi. Nhìn chung là cái cảm giác của mình thì nó không thay đổi gì so với lại cấp thế giới 7 cả. Và do hai giai đoạn trước mình không tập trung né đòn với lại hồi máu nên ở cái giai đoạn này thì Bennett của mình đang máu rất là thấp nên bắt buộc là mình phải tập trung vào né đòn. Ok, và dường như là có lẽ boss rất biết tranh thủ, các anh em nhắm chúng ta đang bị hết máu là bay vô liên tục tấp liên tục chúng ta. Mình đang hơi bị khớp bởi vì nó lệch nhịp combo nên là các đòn tấn công nó tỏ ra kém chính xác và kém hiệu quả rất nhiều các anh em. Ok, hơi bực với lại Shio rồi nha, bây giờ mình chuyển qua cái form đánh nghiêm túc nè. Kể cả cái từ chiêu tạt nước của Shio cũng trật lất. Sau đó thì là boss nó triệu hồi cá voi nó tạt nước lại. Công nhận là cái đòn này cực kỳ đẹp mắt. Không biết là có anh em nào mà chúng ta lo ngắm cái đòn tấn công mà quên chạy ra cái mép của sàn đấu mà để né cái đòn tấn công này. Thì một hit này là lăn quay một em chứ không có nói gì nhiều. Tiên là lấy Bennett dậm nhảy, sau đó là lấy Fisher triệu hồi. Sau đó là ta chuyển qua Ganyu. Ok, chưa kịp chuyển qua Ganyu thì nó lại liên tục cắt chiêu mình. Rồi Ganyu đánh kỹ năng nộ nè. Và cuối cùng ta chuyển qua Tatalia sáp lại. Và bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ tới thăm vua sói Bắc Phong Andreas. Chúng ta sẽ có 3 đường đi để tới chỗ này và không biết là các anh em sẽ chọn cái đường đi nào. Riêng mình thì vẫn cứ thích là leo đồi vượt suối từ cái góc bên này. Chúng ta sẽ leo lên trên cái thành của cái đấu trường và chúng ta nhảy vô trong đấu trường. Không biết các anh em như thế nào chứ một khi mà mình đang sử dụng dê dừa là mình không bao giờ mình đánh nghiêm túc được các anh em à. Lúc nào cũng sẽ bay nhảy thực hiện các đòn đánh nữa. Gọi là rất là màu mè hoa lá đó các anh em. Nhưng mà có lẽ là đánh với lại con vua sói Bắc Phong này thì không dùng dây dừa được. Tại vì con này hoàn toàn kháng với lại băng. Ok, mình sẽ đổi dây dừa trở thành Shanglin nha các anh em. Chủ yếu là lấy cái khả năng thổi lửa Gupa của Shanglin và cái kỹ năng nổ. Nó triệu hồi cái vòng phong hỏa luân, nó liên tục, nó gây sát thương hỏa cho cái con sói này. Thì vừa vào vẫn cứ combo bài cũ thôi các anh em. Bennett dậm nhảy tạo cái vùng đất tăng cường tấn công. Rồi Shanglin chúng ta gọi Koopa ra. Rồi xong đó triệu hồi vòng phong hỏa luân là coi như là sói nó bắt đầu nó tê tái rồi. Sau đó chúng ta chuyển qua chúng ta gọi Fisher ra đánh hỗ trợ. Là hai con, một con thổi lửa, một con đánh sét, đánh lôi. Là cuối cùng là chúng ta chỉ cần chuyển qua Child là chúng ta dùng trạng thái cận chiến chúng ta chém là coi như nó đứt thôi. Ok, và khi tụt xuống nửa máu thì bắt đầu boss nó bắt đầu màu mè, nó bắt đầu nó chạy vòng vòng để mà nó vồ chúng ta, giống như là cái kiểu sói nó rình rập nó cắn lén chúng ta vậy. Và sau đó là trận chiến cuối cùng thôi, nhưng mà có lẽ là đánh không được đã tay tại vì con sói này liên tục nó làm cái hiệu ứng hất văng làm cho mình khó mà mình có thể combo đầy đủ được. Ok, mình nhớ ra rồi, có con Phong Ma Long là chúng ta hoàn toàn có thể combo một cái combo đầy đủ được. Rất là dễ dàng, vì vậy cho nên chúng ta sẽ quyết định thử combo con Phong Ma Long nó xem như thế nào các anh em. Nhưng bây giờ mình sẽ không dùng Shio nữa mà mình chuyển qua mình dùng Razor được các anh em. Mình nhớ là đa số các hero hiện tại là đều có khả năng combo một hit đã đi Phong Ma Long. Bây giờ mình sẽ thử dùng Razor xem có thử một hit có đi Phong Ma Long hay không nha. Ok, nhưng mà trước tiên thì chúng ta sẽ lợi dụng cái sự kiện chúng ta vào chúng ta bơm đầy máu với là bơm đầy nộ. Cái sự kiện này nó kéo dài 2 tuần mà trong 2 tuần này rất là đã các anh em, chúng ta tha hồ vào đây chúng ta bơm máu, bơm nổ rất là ngon.
Thay vì chúng ta ra hit phong thần tượng thì vào đây chúng ta có thêm một cái lời nữa là chúng ta đầy thêm cả bốn hero, đầy luôn thanh nộ luôn. Ok, nộ đã đầy rồi, bây giờ chúng ta vào chúng ta vồ coi Phong Ma Long xem nó như thế nào nha. Hiển nhiên là chúng ta không xài bất cứ một cái búp nào cả, vì nếu mà xài búp thì còn gì để mà coi, còn gì đâu để mà nói. Ok, chưa kịp vồ nó thì nó đã vồ mình nhát rồi các anh em. Ok, để xem nào. Thông thường thì sau khi vồ nó sẽ có hai khả năng, một là lao xuống mổ chúng ta một nhát, hai á, là lấy hai tay đặt lên trên đấu trường rồi bắt đầu phun lốc xoáy phong về phía ta. Thì chúng ta đứng về phía nào thì nó sẽ ưu tiên phun cái hướng đó trước, sau đó thì nó sẽ phun cái hướng ngược lại. Sử dụng trọng kiếm và chúng ta chém vào hit là nó sẽ bẻ giáp, và khi nó bẻ giáp nó sẽ ngã lăn quay ra. Ok, và lúc này là lúc chúng ta thực hiện combo nha. Đầu tiên là Bennett dậm nhảy tăng cường tấn công nè. Sau đó thì chúng ta chuyển qua Fisher, chúng ta leo lên triệu hồi quả Ox hỗ trợ tấn công, và cuối cùng là chúng ta chuyển qua Razor gồm cái kỹ năng nộ hóa sói bực nó. Ok, và công nhận là đánh cú nào là phê cú đó liền các anh em. Thông thường thì mình sẽ vô được 3 chuỗi combo, nhưng mà bây giờ mới đánh được có một combo rưỡi thôi là rồng đã lăn quay ra rồi. Mình cũng khá là bất ngờ là Razor mình đã có khả năng mạnh đến như vậy, thậm chí là có lúc là mình đã bỏ không sử dụng Razor nào mà chuyển hoàn toàn qua sử dụng Chao rồi. Ngoài ra thì con Phong Ma Long này nó còn có một cái búp khá là khó chịu là khi mà chúng ta chuyển nhân vật, khi mà trên đầu của nó thì đôi khi chúng ta sẽ bị rớt xuống. Thì mà để hạn chế cái điều đó thì các anh em cố gắng đứng ngay cái giữa cái xương sống của nó các anh em à. Mình đã thử nghiệm rồi, mình đứng ngay cái xương sống đó thì mình chuyển nhân vật thoải mái, không bao giờ bị rớt cả. Còn nếu như mà chúng ta đứng mép mép á thì đúng là công nhận là có cái chuyện đó xảy ra thật. Ok, thì sau khi mà lùa qua cả ba con boss và đi khắp cả bản đồ rồi thì mình có thể khẳng định với các anh em là cấp thế giới 8 nó không có thay đổi gì so với lại cấp thế giới 7 cả. Chủ yếu là nó có cái số to hơn, nhìn cho nó ngầu hơn mà thôi. Vật phẩm rớt ra thì nó cũng tương tự như vậy thôi, vì vậy cho nên các anh em cũng không cần rush lên để mình lên cấp thế giới cao làm gì. Ok, và bây giờ mình sẽ show cho các anh em xem về cái đội hình của mình. Đầu tiên đó là Razor xài kiếm đi cốt thì nó sẽ tăng rất là nhiều cái tỷ lệ bạo kích. Tuy nhiên là cái tấn công căn bản của nó lại rất là thấp. Thì mình sẽ tập trung chủ yếu vào trong cái sát thương bạo kích, và cái tấn công của nó thì mình sẽ nhờ Bennett búp cho, thì Bennett nó búp khoảng chừng 1.000 tấn công đó. Ngoài ra thì chúng ta sẽ tăng thêm cái sát thương vật lý bằng cái thánh di vật cái ly nữa. Là như vậy là Razor của chúng ta tất cả các chỉ số đều rất là cao, chỉ có mỗi cái tấn công là thấp thôi, thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng Bennett để hỗ trợ cái điều này. Thì các chỉ số chính và phụ trên bộ thánh di vật nó hoàn toàn giống với lại những con DPS thông thường. Là tất cả các option phụ thì chúng ta sẽ tập trung vào tỷ lệ bạo kích với lại sát thương bạo kích. Còn cái option chính của cái đồng hồ thì chúng ta sẽ lấy phần trăm tấn công. Cái mũ thì chúng ta sẽ lấy tăng sát thương bạo kích, tại vì cái tỷ lệ bạo kích của chúng ta nhờ cái kiếm ly cốt thì nó rất là tốt rồi. Còn cái ly thì chắc chắn là chúng ta sẽ lấy tăng cường sát thương vật lý, tại vì các đòn tấn công của Razor đa số là đều là sát thương vật lý cả. Và có một cái rất là quan trọng nữa là nâng cấp kỹ năng thiên phú thì cứ mỗi cấp là Razor gần như là tăng hơn 7% tấn công nữa các anh em. Thì chúng ta sẽ tập trung nhiều nhất vào tấn công thường, nanh thép và kỹ năng nổ răng sét. Nếu như mà có cung mệnh 3 răng sét nó được cộng thêm 3 cấp nữa thì mỗi khi mà gồng trạng thái hóa sói mà nó đánh kỹ năng thường là phê rất là phê pha các anh em. Còn nếu không thì các anh em cố làm sao cái kỹ năng nổ răng sét cỡ cấp độ 8 là được rồi. Còn lại thì chúng ta dùng hết vào cái nanh thép tấn công thường cỡ khoảng cấp độ 10 là cực kỳ ổn áp. Còn vuốt và sấm thì chủ yếu đánh để nạp nổ với lại đánh lấy hiệu ứng thôi. Nên là cấp độ 7 là ok rồi. Tiếp theo là Fisher, bởi vì sử dụng cái cung tuyệt huyền nên là tỷ lệ bạo kích, sát thương bạo kích với tấn công nó rất là thấp, nhưng mà tinh thông nguyên tố nó lại rất là cao. Thì chủ yếu là Fisher của mình đi theo hướng hỗ trợ thải quà nên mình sử dụng là hai món như sấm thịnh nộ và hai món lễ bế mạc của giác đấu sĩ. Option chủ yếu mình tập trung vào cái tỷ lệ bạo kích với lại sát thương bạo kích mà thôi. Tỷ lệ bạo kích thì mình cố gắng làm sao khoảng 50%, còn lại tất cả mình dồn hết vào sát thương bạo kích. Nhìn chung thì cách build Fisher theo cái hướng hỗ trợ thải quả nó rất là đơn giản thôi. Nếu anh em nào mà không thích dùng bộ hai lễ bế mạc giác đấu sĩ thì chúng ta có thể dùng hai món con bạc 4 sao option ngon một tí thay thế cho bộ lễ bế mạc giác đấu sĩ. Nhưng mà đến tận cùng thì mình nghĩ rằng thánh di vật 5 sao nó vẫn ưu việt hơn là thánh di vật 4 sao. Fisher của mình thì đồ rất là cùi, tuy nhiên may mắn sao là mình triệu hồi ra mát cung mệnh Fisher được. Nên hiện tại phải nói là khá mạnh, đặc biệt là đi cặp với lại Razor hoặc là Chaio đánh rất là phê các anh em. Còn về kỹ năng thì các anh em cứ tập trung đập hết vào cái kỹ năng nguyên tố cánh chim đêm mà thôi. Còn lại nếu thích thì các anh em có thể đập một ít vào trong cái kỹ năng nộ ảo ảnh bóng đêm. Nhìn chung thì Fisher này mình cũng build hoàn toàn giống như là Razor vậy các anh em. Cũng chỉ có tỷ lệ bạo kích với là sát thương bạo mà thôi. Còn tấn công thì vẫn nhờ vào Bandit buff. Ngoài ra thì có một ít tinh thông nguyên tố nên những cái phản ứng, ví dụ như là điện cảm do quả Ox tạo ra nó sẽ tăng cường thêm sát thương, thì các anh em có thể nhìn thấy được ở đây. Thì cái sát thương 2223 đó chính là do cái phản ứng điện cảm của quả Ox. Còn nếu như mà chúng ta sử dụng một cái hero hệ thủy khác chúng ta mồi thì lúc đó nó sẽ tính theo cái tinh thông nguyên tố của hero hệ thủy nó mồi vào.
Ngoài ra thì mình cũng nói thêm một tí về cái bộ thánh di vật như sấm thịnh nộ cho Fisher, thì cái kích hoạt tăng cường sát thương phản ứng nguyên tố giống như là điện cảm ở đây, hoặc là cái giảm cooldown kỹ năng nguyên tố, nó chỉ tồn tại khi mà Fisher ở trên chiến trường mà thôi. Còn nếu như mà chúng ta chuyển qua những cái hero khác, ví dụ như là Razor, Sion, thì cái hiệu quả 4 món của như sấm thịnh nộ nó sẽ không còn tồn tại nữa. Vì vậy cho nên nếu như mà Fisher theo cái hướng DPS thì chúng ta cũng có thể sử dụng như sấm thịnh nộ. Tuy nhiên nếu như mà theo cái hướng hỗ trợ triệu hồi quả Oz xong rồi chuyển qua cái nhân vật khác thì chắc chắn là chúng ta không nên sử dụng full bộ 4 món như sấm thịnh nộ. Còn bên này thì các anh em cứ mặc full 4 món nghi thức tông thất. Còn chỉ số thì mình sẽ tập trung vào hiệu quả nạp trên 200% và tấn công căn bản của bên này cao nhất có thể. Ok, như vậy là bên này hỗ trợ cực kỳ ngon rồi. Còn nếu như mà muốn Bennett gây thêm sát thương dưới dạng TPS thì lúc đó các anh em phải build nó thêm cái chỉ số tấn công, chỉ số bạo kích với lại tỷ lệ bạo kích nữa. Ok, và cuối cùng là Ganju, cái nhân vật mà khi trời mưa chính là thời của chị đã tới. Thì hiện tại mình chưa có đồ nên mình vẫn để Ganju dưới cái vị trí hỗ trợ, vẫn sử dụng cung Tây Phong để tăng cường cái hiệu quả nạp và sử dụng hai món nghi thức tông thất cổ với lại hai món băng để tăng cường sát thương nguyên tố băng. Mình cảm thấy là khá hài lòng với là Ganju hiện tại, nhất là những cái trận chiến mà đông quái á, là nó ném băng liên tục luôn các anh em. Gần như là chỉ cần đánh một kỹ năng nguyên tố là nó đầy bình, là nó có khả năng đánh được kỹ năng nổ liên tục luôn. Ngay trong suốt cái quá trình chơi là nó đánh kỹ năng nổ không có ngớt. Ok, nhìn chung thì mình thấy đội hình mình hiện tại là cũng tương đối, chỉ cần mình cải thiện thêm cái bộ thánh di vật, vũ khí với lại nâng cấp thêm kỹ năng là bảo đảm là có thể chinh phục được tất cả những cái thử thách khó nhất của trong game Genshin Impact. Nhìn chung thì cấp thế giới 8 nó không có gì trông đợi cả, nó vẫn như cũ mà thôi. Có lẽ là trong tương lai thì chúng ta sẽ có những cái cập nhật dành riêng cho cấp thế giới 8. Còn hiện tại thì không có gì đặc biệt cả, cũng không cần phải cố nâng cấp lên để làm gì cả. Ok, đó là những cái chia sẻ của mình. Các anh em có cái chia sẻ gì thêm hãy bình luận xuống bên dưới để chúng ta thảo luận thêm. Bye bye tất cả các anh em và hẹn gặp lại tất cả các anh em ở những cái video sau.